Bản tin đầu trong phần tin tổng hợp cho biết là nhiều quán ăn đã tặng kèm giấy vệ sinh cho mỗi đơn hàng để câu khách. Để gia tăng số lượng khách đặt mua thức ăn to go, nhiều nhà hàng ở Mỹ đã nghĩ ra một sáng kiến là đính kèm mỗi đơn hàng là một cuộn giấy vệ sinh, là vật dụng đang khan hiếm vì dịch bệnh. Một trong số này là Libby Southern Comfort, một nhà hàng ở Kentucky, đang thực hiện một chiến dịch thưởng khách đến đặt mua thức ăn bằng giấy vệ sinh. Kể từ ngày 16 tới tháng 3, các nhà hàng tại Kentucky đã được yêu cầu không phục vụ khách ngồi ăn tại chỗ để tránh việc lây lan virus. Bù lại vẫn có thể bán đồ ăn đem về hoặc là giao hàng online. Vì vậy, việc tặng giấy vệ sinh được xem là một chiêu hút khách hữu hiệu tại Hoa Kỳ trong thời điểm này. Chủ của nhà hàng cho biết ban đầu thì họ dự định thực hiện một chương trình tặng giấy vệ sinh vào ngày thứ ba, thứ tư hàng tuần, nhưng thấy khách hàng phản ứng một cách tích cực nên nhanh chóng chuyển thành mỗi ngày luôn. Không chỉ nhà hàng Libby Southern Comfort mà nhiều quán ăn tại Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu thực hiện chương trình tặng kèm giấy vệ sinh để thúc đẩy doanh thu. Khi chính quyền tiểu bang lần lượt yêu cầu đóng cửa các hàng quán, trung tâm giải trí vì dịch bệnh, thông báo của nhà hàng thịt nướng và Back Road BBQ tại Indiana được nhìn thấy như sau. Quý vị càng đặt nhiều đơn càng nhận được nhiều giấy vệ sinh. Đây không phải là một chuyện đùa. Giấy vệ sinh khan hiếm ở nhiều nơi, nhưng ở đây khách hàng sẽ được tặng giấy vệ sinh miễn phí. Thông báo đưa ra vào ngày 13 tới tháng 3 giúp cho doanh thu nơi này nhanh chóng tăng vọt lên. Theo Bloomberg, không chỉ ở Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác như là Nhật Bản, Anh và Úc, giấy vệ sinh giờ đây không khác gì là đồ xa xỉ. Các công ty Hồng Kông dùng giấy vệ sinh để tặng khách hàng hoặc làm phần thưởng cho lễ bốc thăm may mắn dành cho nhân viên. Tính cho đến ngày 20 tháng 3, ở Hoa Kỳ có gần 13.000 người bị mắc bệnh, 200 người tử vong. Các tiểu bang ảnh hưởng nặng nề nhất đó là Washington, New York và California.